chào tất cả các bạn đã quay trở lại video thức của mình. Mình là Vua đây. Hôm nay mình sẽ thử thách một ngày lắp được một cái ô tô cứu hỏa. Không biết cái này có to không nhỉ các bạn nhỉ? Hay là các bạn xem mình lắp nhá, xem nó có to không? Mà nhìn nó cũng hơi to. Bây giờ mình sẽ lắp bóc ra. Các bạn ơi, bên trong nó bọc bởi một túi ni lông với lại một tờ giấy hướng dẫn lắp. Còn bây giờ thì mình sẽ bóc ra. Các bạn ơi, nhìn hộp rỗ to thế này mà xem này, có đáng không chơi không? Nhỏ. Cái này mà gấp 2 lần bằng cái hộp này luôn. Bây giờ mình sẽ bóc ra xem. Nhưng mà nhìn cái này nhỏ quá, không biết nó có to không nữa. Mà tờ giấy hướng dẫn này nhìn lát cả mắt ra. Ai mà lắp nổi được. Mình vừa bảo là lắp một ngày mà nhìn tờ giấy hướng dẫn này thì không muốn lắp nữa. Bây giờ mình sẽ bóc ra lắp đây. Cứu mình với. Ý, đây là cái bàn bố mẹ mình uống nước chè. Cái bàn này nhìn nó rõ đạt rồi mà mình lại làm cất Lego của mình. Nani. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Dính bởi không dính rồi. Tháo từng chi tiết một. Như kiểu lắp Lego ấy. Super Idol Ni Sâu Lung Mây Mi Tê Tù Bài. Chúng rõ to thế này mà sao ít Lego thế. Bây giờ mình sẽ đổ hết ra đây. Nhưng mà sợ nó rơi hết ra đấy. Các bạn ơi, các bạn chơi Lego ấy, các bạn muốn đổ chỗ, các bạn muốn đổ ấy thì phải đổ như chỗ mình như này. Đấy, không là mất là không lắp được đâu. Còn nữa, cái này mà rơi xuống đất nhá, mà người ta đi vào nhá, là ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Hết sẩy quá mà vậy. Các bạn ơi, mình có ý tưởng này hay cực. Cứng. Bây giờ nhá, mình nhìn từng tranh một. Mà thấy có cái mảnh nào đó mình sẽ lối ra. Rồi mình sẽ lắp vào. Các bạn thấy có nhanh không? Nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ tìm tranh 1 và tranh 2. Bắt đầu. Tranh 1 thì có cái dài. Dài không biết. Cái này. Đến tranh 2 thì nó có xe. Mình còn không biết đây cái gì nữa mà nhìn giống cái đựng bánh xe quá. Đây. Đúng rồi. Đây. Bốn cái này. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Nhưng mà xem kỹ đã, như nó lại sai sao. Ok, mình lắp vào đây. Này, lắp nhìn nó kiểu có khó kiểu gì ấy các bạn ạ. Mình sợ lắm rồi, tại nhìn nó khó. To đấy. Cái thanh này mà dài kiểu gì nó cũng to. Mình nói thật thì không nói đùa. Thanh dài như thế này kiểu gì cũng to. Đây là cái thứ nhất, mình sẽ để trên đây. Bây giờ mình sẽ đến cái thứ 3 và thứ 4. Các bạn ơi, mình đã phân chia hết rồi. Đây này, cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cái này mình không biết nó ở đâu nữa. Đây này. Đấy, trong mấy cái này nè, lắp
mình lôi ra mệt lắm các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình chỉ cần lắp thôi. Mình phải lắp con người trước. Hi. Đây là nó đây này. Trong đây rất là nhiều nguyên liệu. Nó bảo là hãy lắp cho tôi một cái xe cứu hỏa. Bây giờ mình sẽ lắp cho nó. Mình sẽ để nó ngồi đây, xong mình lắp vào. Nhưng mà trước tiên mình phải không biết lắp cái nào trước đã. Ê, lắp bánh xe trước nhá. Ừ, lắp đi. Lắp bánh xe trước cho nó ấy. Nó lắp nít người lớn ra gì ơi. Cứ ừ. Among Us. Lắp bánh xe trước ấy. Nhìn mấy cái mảnh này. Số 1 đâu ra đây? Đây. À, mình lắp xong. Cô đã đến nhìn một vòng luôn. Dán B. B. Bây giờ mình sẽ lắp tiếp. Đèn tiếp tiên. Ta da. Quê nhìn đẹp của các bạn ạ. Chứ gì nhìn nó đã ra dáng này. Nhìn giống không các bạn? Nhìn giống như kiểu ra dáng rồi ấy. Gần ra rồi chứ không biết nó có như thế nào đâu. Đèn tới tiền. Nhìn đẹp ấy. Đẹp như này chắc mấy trăm triệu. Phê. Quá phê rồi đó. Tẹt. Sắp hoàn thành cái xe rồi. Còn nửa cái thôi. Con người đi thôi. Dán. Duyên. Bên trong đóng lại. Đây là vòi xịt cứu hỏa. Các bạn biết thấy, các bạn thấy đúng không? Không thấy đúng không? Đây này, xịt lắm. Đây này, kinh chưa? Bây giờ mình sẽ lắp vào. Đẹp thế. Trang trí nhà hết sảy. Các bạn ơi, đây là mảnh ghép cuối cùng, mệt quá. Finish. Mệt quá. Các bạn ơi, đây là xe cứu hỏa của mình. Tác phẩm đẹp lắm. Đây nè, ở đây có bộ đàm, cái cưa, với lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái cửa. Đây là cái bình oxy mặc cho thằng người này này. Hai cái bình mà chữa cháy. Đây cái mũ. Còn đây là những dụng cụ để chữa cháy. Đây là ai? Dìu về cái mũ để khói vào ấy.
với lại không có gì hết. Con này, cái này là để dụng cụ để lấy nước để chữa cháy. Mình sẽ cất vào cho các bạn xem, đẹp lắm, xịn lắm, xịn. Hai cái này đựng hai cái này nè, đấy, xịn luôn. Nắp cũng phải 10 trên 10 điểm. 10 điểm! 10 điểm! À đây nữa. Đây là cái người ta in tờ giấy ra làm nhiệm vụ hay sao ấy. Đây là các bạn, nhìn em. Cái này để làm gì đó. Ôi mấy, cần gạt. Trên TV người ta thường lấy nước ở đấy mà không biết có lấy nước đấy không. Mở này ra, cho cái mũ vào, đóng lại, bên này cũng đóng lại, cho người vào. Đây. Nó là ngủ quê, nó vừa đi vừa ngủ. Đây tác phẩm của mình quá đẹp, 10 trên 10. Để cho mình động lực để làm thêm mấy video về Lego đồ chơi nữa nha. Bye bye.